Chào mọi người nha. Sáng hôm nay em đi tập thể dục thì trên đoạn đường đi thì mình thấy cái gì hay hay mình quay lại và mình nói một số chi tiết để cho anh chị em coi video, vừa giải trí mà vừa bổ túc thêm kiến thức ha, biết thêm những cái thứ đó thay vì ở cái đất nước Mỹ nó có nhưng mà ở đất nước Việt Nam không có, hoặc là ở bên Thái Lan không có ha, ở bên Lào, Campuchia không có đại khái gì ha, hoặc là ở bên Nga không có đại khái gì. Thì để cho có nhiều người coi video thì có nhiều cái nhìn để bổ túc thêm cái kiến thức cho mình, để khi mình ra đường hoặc mình đi tới đâu đó mình nhìn mình thấy không phải là giống như là bộ đội mà nó khi mà nó mới qua nước Mỹ đó mà nó nhìn mấy tòa lầu cao á, nhìn là nó rớt nóng cối ha. Đó, rớt nóng cối, thành ra là coi lo đi nhìn không à, nhìn là coi như đi dép té ha. Những cái hình ảnh đó thì rất là mắc cười, ai cũng vậy thôi ha. Thì ngày xưa mình cũng vậy, ở Việt Nam mình mới qua Mỹ mình cũng toàn nhìn không mà thấy là lạ quá, hầu như là chung quanh mắt mình là mọi thứ đều là lạ hết, không có cái gì giống cái gì hết á, mọi thứ đều to, đều bự, đều lạ, đều nhìn lo nhìn không mà nhìn là đi dép té. Đó, thì rất là mắc cười ha. Đó cho nên là anh chị em nào có trên rừng trên núi rồi này kia, không có ra, ít khi ra đồng bằng, ra phố thị đó, thì cũng có cái nhìn cho nó, coi video này thì cũng biết được mở mang tầm mắt tí xíu ha. Đó thì nhà ở Mỹ thì họ hay thích làm kiểu gì lắm, họ làm cái mô đắp cao lên gì đó. Thì cái đoạn đường này mình có quay video trước rồi, chia sẻ cái góc bên này họ làm xong rồi, bây giờ họ bay qua bên kia họ cày cái góc bên kia lên họ làm ha. Họ làm cái góc bên kia thì anh chị em thấy đây là cái chỗ chính, là anh chị em thấy một cái anh chàng đang còn đẩy cái máy đi đó. Đó, đây là cái máy đầm ha, đầm đất. Thì trong quá trình mà làm xi măng, bất cứ cái thứ gì mà mình lót một cái tấm gạch hoặc là một cái lớp bê tông ở trên bề mặt đó, là cho dù dày hay là mỏng, miễn là có tấm xi măng hoặc là tấm gạch lót ở trên mặt đất thì tất cả những cái phần đó theo quy luật trong xây dựng là phải đầm ha, phải đầm cái phần đất đó cho cứng, nén xuống. Thì chứ không phải là cứ bàn ra cho bàn đắp lên rồi ít bữa đi là nó dợp lên, nó lột giống như kiểu mà mấy cái tấm gạch mà lót trên cái đường đi bộ ở Sài Gòn rồi đó. Thì mình coi mấy video của mấy anh chị em YouTuber Việt Nam quay đó, thì mới có làm cái công trình đó xong khoảng 1 tháng à, là nó lột lên ha, nó tróc lên, nó lột tùm lum tà la hết, nó làm thiếu cái kỹ thuật nó là vậy ha. Đó, cái phần đất đó là phải đầm cho nó chắc, cho nó nén xuống rồi ban cho nó đều đầm đó. Thì trong cái quá trình này thì họ làm có hai cái máy đầm, một cái vừa rồi đó với một cái trên kia nhỏ, tí mình quay cho anh chị em coi. Đây là cái gốc họ làm giống như cái gốc thôi. Đúng ra đó thì theo như mình đánh giá đó là mấy cái này không có hư hao gì hết, chỉ có cái phần mà làm cho cái đường nó bự ra kiểu mà nó không, nó nhỏ lại giống như thắt cổ chai đó. Đó thì cái phần đó phải làm là dĩ nhiên rồi, để cho giảm cái giao thông nguy hiểm chỗ đó thì không nói. Còn cái này là cái chỗ mà họ đang làm đây á, là hầu như là họ cứ canh canh ha, mấy công ty này mình nghi chắc là công ty ma rồi. Đó, thì cái này là mấy anh người Mexico ha, công ty cái nhóm này là nhóm của người Mexico. Thì mấy cái đường nứt á, trước mặt anh chị em thấy đó, mấy cái đường nứt như vậy á, thì không chịu làm đâu. Đó, mà trong khi mấy cái tấm bê tông mà ngay cái lề đường để cho cái xe tàn tật, xe khuyết tật người ta đi đẩy lên xe lăn á, người ta đẩy lên đó. Đó, mấy cái góc ở chỗ đó là đều là không có bị hư một chút vậy luôn. Bằng phẳng mình đi tập thể dục hàng ngày mình để ý mình thấy mà, không nứt, không bị hư, không bị lún, không có gì hết, mà nó đập lên, nó tháo lên để nó xây lại mới. Thì mình nghĩ có thể là công ty ma ha, tức là có thể là nó bày ra, nó vẽ, nó bày ra mấy cái trò giống như là nói hư để đào lên sửa lại á, mà mấy này đâu cần đâu, không cần một cái gì hết á, cần sửa là người ta sửa mấy cái khác chứ ai mà sửa mấy cái này. Nhưng mà sướng quá thành ra hư hay sao đó. Thành ra là nó cày lên ha, nó cày lên và nó làm lại và nó sửa rất là nhiều đoạn đây, mình nghĩ nó lùm tiền nhiều lắm á, cái đám này đó. Thành ra là thấy không cần thiết để sửa mấy cái này. Cái đường đi bộ là những cái tấm bê tông đó người ta đi bộ mà, lâu lâu mới có người đi đâu, đi bình thường nó đâu có sụt lún đâu. Đó mà nguyên vậy là nó đào lên ha, đó, nó đào lên nó làm mới lại. Nói chung là làm thì có thước tất độ hết, nhưng mà có cái anh chàng bên kia anh cũng vui tính, anh đưa hai ngón tay lên anh chào mình, thấy mình bên này quay video đó anh, đó anh chào. Đó thì thường thường á là ở đâu cũng gì hết ha, nhiều khi có những cái công trình, nhất là cái công trình mà liên quan tới chính phủ á, nhà nước đồ á, thường thường cái gì á thì cái tiền đó tiền chùa mà,
cho nên là người ta hay vẽ dự án ha, người ta hay vẽ dự án rồi người ta lấy cái số tiền đó. Thì nhiều cái công ty mà làm về xây dựng hay là môi trường tài nguyên thiên nhiên đồ này kia, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồ này kia đó, thì mấy cái đó nó lượm tiền dữ lắm. Lượm tiền là ở Việt Nam là thấy là toàn là hàng nghìn tỷ không à. Dự án nào cũng vậy ha. Đó, thì ở Mỹ cái phần này ít, nhưng mà mình này mình không biết, mình đoán thôi nha, mình đoán là nó bày ra làm công trình như thôi, trong con mắt của mình nhìn đó thì mình quan sát là không có cái mấy cái đường mình đi bộ tập thể dục hàng ngày không có nứt nẻ, không có sụt lún gì hết á, mà nó cày lên nó làm, nó sửa lại y chang vậy thôi. Thì theo như mình thì mình đoán là gì ha. Đó thì một số đồ chơi xe đồ này kia máy đầm rồi cho anh chị em coi. Rồi đó mấy cái khi mà người ta đi làm đường thì có những cái xe như vậy, xe có cái chấm chấm đó, đậu đều có hai đầu, họ đều có hai cái xe đó hết, để cho cảnh báo cho từ xe chạy từ xa nhìn thấy và biết là chỗ đó khu vực những cái chấm chấm gì là đang còn sửa đường để cho người ta giảm tốc độ. Và đây mới là cái đáng nói nè, anh chị em thấy mấy cái góc không đó, mấy cái góc là phải ban lại xuống gì ha, đường họ làm lại xuống gì để cho xe lăn họ chạy lên. Còn đây là một cái góc anh chị em thấy không, ở đây là góc Sài Gòn mình mới vừa chụp ha, anh bạn quay YouTube video thì mình mới chụp cái hình ở trong đó là mới nhất tháng 6 năm 2024. Thì anh chị em thấy tất cả những cái góc vuông, những cái lề đường cho người đi bộ đó ở trung tâm Sài Gòn đó ha, thì hầu như là ở Việt Nam không có một cái nào hết đó, còn mà ở Mỹ thì hầu như tất cả đều phải làm như vậy ha. Rồi tới cái đoạn này thì anh chị em nào thích chơi xe máy cuốc, xe cuốc, xe máy xe múc đất rồi đó thì coi hai hình này ha. Đó cái xe này thì họ thiết kế theo cái kiểu mà thục thò ha, nó giống như kiểu mà chiếc đũa thục lên thục xuống gì đó, đó thục thò ra thục vô, chứ không có giống như cái xe xe cuốc mà họ làm giống như cái khuỷu tay ha, giống như cái cùi chỏ khuỷu tay mà đưa lên đưa xuống, đưa lên đưa xuống ha, mà này nó thiết kế là thục lên thục xuống, xoay qua xoay lại, xoay tứ hướng ha. Thì nói chung mấy anh thợ này anh làm quen rồi thì anh xài rất là lệ. Rồi anh chị nào thích cái xe này thì coi giá ha, mua về nhiều tiền mua về để trưng chơi ha, giá thấy đắt dữ không, 369.500 đô dữ dằn ha. Đó, thì cái xe này xe cuốc này sản xuất năm 2020, cũng có hàng hàng bự đó, PC ha, Komatsu PC 490 LE ha. Đó thì cái giá thì dễ dàng dễ dễ sợ ha. Rồi tới cái phần này nữa là anh chị em thấy cái cống, quay đoạn cống lỗ cống thì nó dài, nó khoảng lỗ cống nó khoảng 4 mét á, thì anh chị em thấy cái lỗ mà thoát nước gì nó không có làm những cái lưới ấy ha, tại vì khu vực ở đây dân người ta không có xả rác đó, cho nên họ làm cái cống chỉ có mấy cái thanh sắt xuống gì thôi, chứ không phải là những cái thanh sắt để mà lọc rác bao ni lông đồ này kia, cho nên cái lỗ cống rất là to ha. Đó thì nó dài như vậy, dài khoảng chừng 4 mét á, 4 5 mét. Thì những cái lỗ cống như vậy là nguyên một cái hộc đổ bê tông ở bên dưới nó cũng khoảng 4 mét vuông hoặc là 5 mét vuông ha. Nó to thì cái diện tích nó để khi mà nước mưa nó tràn xuống á, thì nó có cái không khí để cho nó tuôn đi, nó chảy đi ra cái lỗ cống, và lỗ cống cũng 1 mét 2 mét tùy ha. Tùy theo khu vực nó rộng á, đường kính của cái lỗ cống á. Rồi đây là một đoạn cuối, đoạn bê tông thì anh chị em thấy nhìn theo cái dàn bê tông về phía trước á, tức là cái nền đổ trước và nền đổ sau cho nó rộng ra, thì cái phần kia nó sụt lún đó, thì khi mà nó một bên nó xuống á, thì nó đi bị gập ghềnh ha, cho nên là người ta dùng cái máy để mà mài bê tông á, người ta mài một bên thì được giữ được tiếp ha, tức là hai miếng hiện tại là nó đi hơi hơi lên gì đó để cho đi khỏi bị dắt té đó, hoặc là xe đạp rồi này kia đi nó khỏi bị trượt té nguy hiểm, cho nên là họ mài một bên kia xuống cho nó bằng một bên nọ ha. Đó thì đó là những cái ký sự nho nhỏ trong cái video này lúc mình đi tập thể dục. Những cái tấm bê tông nhìn thì còn rất là đẹp, không có bị nứt nẻ đồ này kia, không có bị bẻ gãy ha, cho nên là muốn giữ lại đó thì chỉ cần mài ở cái phía mà bên cao thôi cho nó bằng xuống bên thấp là ok ha, thì mình đỡ tốn tiền.